Mỡ máu cao, vị chất lên xi tê răng cao nên ăn gì? Để tôi nói cho bạn biết, sau khi xem video này, nó có công dụng rất lớn. Mật độ lipoprotein do tein thấp, người cho lên xi tê răng cao có thể ăn chúng. Ngày ăn 1 đến 2 quả là được. Nhưng bạn phải nhớ, ăn ít nội tạng động vật, ăn nhiều rau hơn, như cần tây, cà rốt và cà chua. Bạn có thể ăn rau chân vịt, bạn có thể ăn hải sản hợp lý, chẳng hạn như cá. Và có một bệnh nhân hôm nay ăn tôm và cảm thấy hối hận sâu sắc, cảm thấy như ân hận, đây là thứ tôi không nên ăn. Thực tế là phải bổ sung protein, thích hợp, ăn cá, tôm, thịt nạc tốt cho cơ thể. Bạn có nhớ tất cả điều này? Phần trên nóng, phần dưới lạnh, phần giữa nóng rát. Một thủ thuật dạy bạn cách vượt qua, làm ấm toàn bộ cơ thể. Xin chào mọi người, đây là chia sẻ của giáo sư Triệu Vũ Hạ. Y học Trung Quốc nói thế này, lửa di chuyển lên trên và cái lạnh đang chìm xuống. Nếu tiêu điểm ở giữa bị chặn ở đây thì nó sẽ bị chặn. Thế thì cháy là lửa, hạ giao lạnh lùng. Bệnh nhân thường có biểu hiện, triệu chứng nóng trong có thể xuất hiện ở phần trên cơ thể. Ví dụ như da dầu, mở rộng lỗ chân lông, khô mắt, buồn bã, thậm chí lo lắng, dấu hiệu dễ nổi giận. Còn phần dưới của cơ thể thì sao? Triệu chứng cảm lạnh xuất hiện, tay chân tôi cũng lạnh, đặc biệt sợ lạnh, đau nhức và yếu ở thắt lưng và đầu gối, đi tiểu thường xuyên và nước tiểu lạnh. Đây là nóng ở phía trên và lạnh ở phía dưới. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, nó sẽ dẫn đến kinh tuyến bị chặn, ứ động khí và đông máu, huyết áp cao, tăng lipid mất máu, chuỗi bệnh mãn tính này sẽ xảy ra. Hôm nay dạy bạn cách mở trọng tâm. Bạn bè có các triệu chứng trên, bạn có thể làm điều đó cùng với video. Phương pháp này liên quan đến hai huyệt, một là điểm trở về, một là huyệt quan nguyên, còn hai huyệt đạo, tất cả ở bụng. Bên cạnh rốn, tôi đã đánh dấu vị trí cụ thể trên màn hình. Có lẽ ai đó đã nói, tôi quen thuộc với hai nơi này, tôi đã từng có nhiều hơn. Chả nó, tại sao nó không hoạt động sau khi cọ sát? Tôi bảo bạn, các bác sĩ cũng. Qua video ngày hôm nay, để tôi kể cho bạn nghe tác dụng của hai huyệt này. Bạn chà sát nó một lần nữa, khi đó hiệu quả sẽ khác. Y học Trung Quốc nói gì? Nếu bạn không trở về cội nguồn khi hít vào, sau đó nhấn điểm quay lại, gặp khó khăn khi thở ra, sau đó nhấn ki để đấm vào huyệt, thế nên hãy quay lại và tức giận, một tăng và một giảm, một lần nhổ và một lần hít vào. Đây là hai huyệt quan trọng trên bụng lên xuống. Điểm quay lại ở đâu? Nó được dành riêng để hấp thụ khí và đưa nó trở lại đồng ruộng. Hãy quan tâm đến bệnh hen suyễn của chúng ta và những triệu chứng thiếu hụt khí này. Huyệt này còn có thể chữa thoát vị ở nam giới, dịch tiết âm đạo của phụ nữ, xa tử cung, xa suốt tuổi già, sự mong manh của tuổi trẻ. Người xưa nói rằng huyệt đạo này có thể phục hồi tổn thương cho các cơ quan nội tạng, vì thế còn gọi là ý nghĩa quay trở lại. Nhấn điểm quay lại thường xuyên hơn có thể làm cho mọi người cảm thấy rõ ràng, độ đục thần kinh giảm, các điểm trở lại này, nó cũng có thể loại bỏ tất cả các bệnh, dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể. Điểm quay lại ở đâu? Nó cũng là một huyệt cho tuổi thọ, một lỗ lớn để kéo dài cuộc sống của bạn. Nó có nghĩa là sự trở lại của nhà vua. Vì vậy, bây giờ bạn đang nhấn vào điểm này. Bạn không có quan niệm nghệ thuật khác sao? Động tề trùng ở đâu? Nó cho phép mọi người đi lại nhẹ nhàng, có người bước đi trong bùn lầy. Điều gì xảy ra sau khi nhấn nó? Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái lỗ này ở đâu? Nó đi lên trên. Một số người không thể thở vào. Khi bạn cảm thấy khó chịu khi thở ra, có khả năng hướng dẫn khí, nuôi dưỡng tâm trí của bạn, giống như lượng máu cung cấp lên não không đủ, nhấn các điểm khí thường xuyên hơn. Bằng cách này, hai huyệt hồi quy và khí xung lên và xuống giống như một cái ống thổi, vượt qua lên xuống, không có trở ngại nào cả. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau khi nhấn vào điểm này? Mục đích giải quyết sự tắc nghẽn lo lắng của chúng tôi. Hãy để trên và dưới vượt qua. Thế còn khi bạn nhấn nó thì sao? Có thể mất sức nhẹ nhàng. Bạn có thể ấn xuống và đánh vào huyệt đạo này. Làm điều đó trong vài phút mỗi ngày. Hành động đơn giản, nhưng nó có thể điều hòa khí của toàn cơ thể. Kinh mạch có thể ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Những bệnh tim mạch nào thường gặp nhất vào mùa đông? Xin chào mọi người, tôi là giáo sư Châu Yêu Hâu. Sau khi năng lượng mặt trời, nhiệt độ giảm mạnh, nhiều bạn trung niên, cao tuổi mắc bệnh tim mạch, mạch máu não, có dấu hiệu bệnh tái phát. Tại sao thế này? Thời tiết lạnh vào mùa đông, mạch máu bị kích thích bởi cảm giác lạnh, sự co thắt sẽ xảy ra. Lúc này hàm lượng axi trong máu sẽ giảm, có thể khiến tuần hoàn máu chậm lại và trái tim để duy trì chức năng bình thường sẽ làm tăng huyết áp, điều chỉnh tốc độ nhịp tim, thúc đẩy lưu thông máu. Vậy còn khi trời lạnh thì sao? Căng thẳng trong tim, nó lớn hơn những gì tôi thường chịu được, dễ gây ra cơn đau thắt ngực, ngay cả những vấn đề như đau tim và nhồi máu não. Vì vậy bạn sẽ tìm thấy từ một nơi đặc biệt lạnh giá trong những năm gần đây sẽ có rất nhiều người đi về phía nam để nghỉ đông. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch mùa đông cần chuẩn bị những gì? Cách trực tiếp nhất là bổ sung quần áo kịp thời, uống nhiều nước nóng hơn, ít đi chơi vào mùa đông ở miền Bắc. Hôm nay có một bệnh nhân, vùng Đông Bắc, nơi đặc biệt lạnh, hoạt động đặc biệt tốt. Nếu bạn yêu thích thể thao, bạn sẽ ra ngoài lúc mấy giờ? Tôi đi ra ngoài trước bình minh. Điều đó sai rồi, đừng làm thế. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, mạch máu não vào mùa đông, đặc biệt là miền Bắc, tốt nhất nên thực hiện nhiều hoạt động trong nhà hơn. Bạn không thể ra ngoài cho đến khi mặt trời ló dạng. Khi mặt trời chưa ló dạng, năng lượng âm càng nặng nề hơn. Chờ cho đến khi mặt trời lặn trước khi ra ngoài. Thứ hai, chúng ta nên chú ý đến việc cân bằng dinh dưỡng, chế độ ăn nhẹ, tránh chế độ ăn nhiều dầu, mỡ và muối. 3. Làm thế
nào để trốn trong mùa thu đông? Giống như tất cả các loài động vật, bạn biết ngủ đông, vì vậy bạn nên ngủ nhiều hơn trong mùa lạnh, đi ngủ sớm và dậy sớm, không phải là bạn ngủ đủ giấc để trốn trong mùa đông. Đây là điểm mấu chốt của việc chăm sóc sức khỏe mùa đông. Bạn còn nhớ tất cả chúng không? Năm lầm tưởng về sức khỏe sau đây. Xin chào mọi người, tôi là giáo sư Sâu Yêu Hồng. Tin đồn sức khỏe cũng bay khắp nơi, rất nhiều cái gọi là kiến thức về sức khỏe, trên thực tế nó cũng đáng báo động. Hôm nay thì sao? Dưới đây là tổng hợp 5 tin đồn về sức khỏe sau đây. Đừng tin điều đó. Đầu tiên, người mắc bệnh tim mạch, mạch máu não không nên ăn trứng. Một chế độ ăn uống cân bằng là điều quan trọng nhất. Dinh dưỡng phải được đảm bảo. Thứ hai, thực phẩm ngâm dầm có thể làm mềm mạch máu. Đây cũng là giả. Thứ ba, truyền dịch thường xuyên có thể làm thông mạch máu. Giả mạo, điều này sẽ chỉ làm tăng nguy cơ tiên tĩnh mạch. Người cao thứ tư, thứ ba không được ăn thịt. Giả mạo, các loại thịt trắng như thịt gà, vịt và cá là nguồn cung cấp cơ dầu tinh tốt. Thịt nạc có thể tăng cường dinh dưỡng và là nguồn thực phẩm tạo ra khí và máu. Vì vậy, bạn không thể ăn nó. Điều này là sai. Đột quỵ thứ năm ở nhà. Uống Exibergine nhanh chóng. Giả tạo là không đúng. Đừng lãng phí thời gian. Bấm ngay 115. Còn linh vật ở video trước thì sao? Hãy để tôi nhắc đến bạn một điều. Khi chúng ta ngủ nghiêng về bên phải, có một linh vật. Bạn có thể đặt ngón cái của bàn tay này ra sau tai và đặt bốn ngón tay trước tai bạn. Nằm nghiêng bên phải, chân cong tự nhiên. Đây gọi là giấc ngủ tốt lành. Rất có lợi. Những người có trái tim xấu, anh ấy không thể nằm nghiêng bên trái. Và có những người ngáy cùng một lúc. Sau đó bạn không thể nằm thẳng. Tư thế ngủ tốt lành đó là thích hợp nhất. Bạn có nhớ những người có trái tim xấu? Hãy chú ý 6 điểm này trước khi đi ngủ. Còn những người có trái tim xấu thì sao? Hãy chú ý 6 điểm sau trước khi đi ngủ. Đừng ăn no trước khi đi ngủ lần đầu tiên. Đừng uống quá nhiều nước. Điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho trái tim. Hãy suy nghĩ về nó trước khi đi ngủ lần thứ hai. Hôm nay bạn quên uống thuốc à? Bạn có bỏ lỡ ai không? Đầu giường thứ ba ở đâu? Hãy nhớ chuẩn bị thuốc sơ cứu như nitroglycerin và hãy chắc chắn chú ý nó hết hạn 3 tháng sau khi mở. Nhớ bạn lấy nó và sử dụng nó để sơ cứu. Nó sẽ không có tác dụng. Đó là một mất mát lớn. Ngày thứ tư, những người ngáy nên chú ý đến tư thế ngủ của bạn. Nếu tình trạng ngáy của bạn nghiêm trọng, chắc là hội chứng ngưng thở khi ngủ, có thể gây ra nhiều biến chứng tim mạch. Tư thế ngủ ảnh hưởng đến mức độ ngáy của bạn. Nói chung, không thể nằm phẳng, không thể nằm nghiêng bên trái vì trái tim xấu. Như vậy khả năng bạn nằm nghiêng bên phải nhiều hơn. Mọi người nên áp dụng tư thế nằm tốt lành. Tất nhiên, nếu bạn ngáy nặng, hãy chắc chắn để tìm kiếm sự điều trị y tế kịp thời, đến khoa ngủ của bệnh viện đa khoa, theo dõi giấc ngủ, ngừng ngáy. Nó cũng rất có lợi cho các bệnh tim mạch và mạch máu não. Thứ năm, ngủ đủ giấc. Người lớn thường ngủ khoảng 8 tiếng. Nếu bạn bị mất ngủ, tìm kiếm sự điều trị y tế kịp thời để cải thiện. Thứ sáu, nếu bạn cảm thấy tức ngực và đau ngay khi nằm xuống, có khả năng là sự hiện diện của chứng đau thắt, tìm kiếm sự điều trị y tế kịp thời. Bình nước nóng có tốt không? Bổ sung dương khí và điều hòa khí huyết. Mọi người hãy nhìn vào bức ảnh này. Bạn có trông rất quen thuộc với người lớn tuổi. Bình nước nóng này có từ những năm 1960, năm 1970, đặc biệt phổ biến. Nếu có người lớn tuổi, hãy cùng tôi nhớ lại nó được gọi là gì. Giữ ấm vào mùa đông. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với các bạn về chủ đề tăng dương khí. Lúc này chai nước nóng của chúng tôi, tác dụng của nó được phản ánh. Có kinh nghiệm bình nước nóng, như chai nước nóng chúng ta vừa trường, sau này có sản phẩm cao su. Cho đến bây giờ, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, giống như túi đựng muối, diện tích để cắm điện khá rộng, tôi nghĩ điều này khá phù hợp, sẽ thuận tiện hơn cho bạn khi lấy một cái cách làm ấm cơ thể. Vậy chai nước nóng mà chúng ta đang nói đến ngày hôm nay, không chỉ đổ đầy nước nóng vào túi này. Nếu bạn sử dụng phương pháp này, kết hợp với một số kiến thức về kinh tuyến, bạn có thể che đậy sức nóng và yang qi. Nó đi vào đâu trong cơ thể chúng ta để làm ấm cơ thể? Bạn phải chú ý những chỗ sau. Đầu tiên là làm ấm lưng. Lưng của chúng ta ở đâu? Đó là kinh du và kinh bàng quang, luôn phụ trách năng lượng dương của chúng ta. Đó là một rào cản quan trọng chống lại gió ác và lạnh giá bên ngoài. Đặc biệt là huyệt đại trì, đây là huyệt quan trọng nhất để tạo ra dương khí. Ngoài ra còn có điểm thần châu dưới chân đại châu. Chủ thể thân trụ là xương sống của cơ thể con người trong suốt cuộc đời. Làm ấm lưng của bạn có thể giúp chúng tôi loại bỏ cái lạnh ra khỏi cơ thể bạn. Đương nhiên, khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta cũng sẽ được cải thiện, có thể tránh được nhiều bệnh cảm lạnh. Tư thế thứ hai là làm ấm bụng. Bụng ở đâu? Chứa gần như toàn bộ hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Ở đây có một biển không khí, trung vạn thiên thụ. Những huyệt đạo quan trọng của quan nguyên đều có ở đây. Nếu nó ấm lên, có thể làm tăng nhiệt độ đường tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột, có thể giúp chúng ta xua tan cái lạnh trong nội tạng và chức năng giúp chúng ta tiêu hóa. Đồng thời, theo lý thuyết não bụng và não là những hệ thống tương ứng. Bạn đã chăm sóc bụng của mình, trí não sẽ khỏe mạnh. Điều thứ ba là làm ấm eo, cảm thấy không đủ năng lượng. Lời nói chuyện quá, không thể đứng hoặc ngồi thẳng. Đi tiểu cũng không tốt, đây là trường hợp suy thận. Bạn cần làm ấm phần lưng dưới của mình. Ở lưng dưới có hai điểm quan trọng, điểm thận du và mạnh môn. Làm ấm lưng dưới của bạn, đặc biệt là điểm mạnh mô,
hôn. Xương đuôi, giữ ẩm có thể tăng cường chức năng thận, tăng năng lượng sống tổng thể. Trên thực tế, có hai vị trí trên lưng và eo của chúng ta. Vào mùa đông, có hệ thống sưởi ở phía bắc. Đừng dùng chai nước nóng này để sưởi ấm trên máy sưởi. Năng lượng dương không đủ, phục hồi từ các bệnh tim mạch và mạch máu não. Đó cũng là một cách hay. Việc thứ tư là làm ấm đôi chân. Các kinh tuyến đi qua cả hai chân, khắp toàn bộ cơ thể. Nó làm ấm cả hai chân rất tốt. Các cơ quan nội tạng sẽ ấm lên. Các kinh mạch khắp cơ thể cũng được làm phẳng. Khí huyết sẽ tự nhiên lưu chuyển thuận lợi. Học một hành động 10 phút mỗi ngày, thông tắc mạch máu khắp cơ thể. Chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày, sẽ có những thay đổi rõ rệt trên cơ thể. Bạn không làm điều tốt như vậy sao? Đầu tiên tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm chùa. Anh ấy ở giữa lông mày và mắt ngoài. Sau đó chỉ ngón tay của bạn về phía sau vị trí này. Thế còn sau khi bạn tìm thấy nó thì sao? Dùng ngón tay kẻ sao bóc thái dương trong khoảng 1 phút. Sau đó đẩy lùi, đẩy nó đến tận chân tóc. Bạn có thường xuyên thực hiện hành động này không? Bảo vệ tốt các bệnh về tim mạch, mạch máu não, đặc biệt là vào những lúc bình thường. Nếu bạn bị chóng mặt hoặc đau đầu, đầu tôi cảm thấy choáng váng và không rõ ràng, đầu tôi vẫn ướt và khó chịu. Chúng ta nên kiên quyết kết bạn như thế này. Nước sôi luộc trứng, hiệu ứng thần kỳ, đồ uống đầu tiên vào mùa đông. Trứng ở đâu? Nó là một loại thực phẩm vô cùng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng bạn có biết công dụng của nó không? Nước luộc trứng còn gọi là súp susaku. Khi đọc Medicine Medicu, người ta nói rằng con gà có màu vàng bên trong và bên ngoài màu trắng, đi vào tim và phổi, làm dịu tâm trí và tâm hồn. Kết hợp thực phẩm nấu chín có thể bồi bổ lá lách dạ dày, lấy nó sống, có thể nuôi dưỡng trái tim. Ăn trứng để giảm thiếu nhiệt thì sao? Đó là sản phẩm của máu thịt, vì vậy giá trị dinh dưỡng của nó khá cao. Chứa một lượng lớn lê sơ thân, có thể cải thiện mức độ kích hoạt của các tế bào não của chúng ta, giảm mệt mỏi não, cải thiện bộ nhớ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Đây là thứ hai. Trứng nấu với nước sôi cũng giàu protein, axit amin và nguyên tố hòa lượng, cơ thể con người dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ. Còn tiêu dùng lâu dài thì sao? Có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Thứ ba, luộc trứng với nước sôi có thể tăng cường khả năng sửa chữa của tế bào gan, tác dụng bảo vệ gan. Nó có chứa vitamin anh không? Nó cũng có thể bảo vệ thị lực, ngăn ngừa hội chứng khô mắt. Thứ tư, ốm khi còn nóng. Phương pháp này để bảo vệ dạ dày thì sao? Từ dân gian, đây là sự khôn ngoan của đám đông. Tôi cũng sử dụng phương pháp kết tinh này. Khi thực hiện việc này, bạn nên chú ý hai điểm sau. Đầu tiên, đập trứng vào cốc nóng, phá vỡ nó thành từng mảnh, đánh đều này. Thứ hai, bạn cần dùng nước nóng 100 độ để giặt. Hãy chắc chắn không uống nó sau khi nó nguội. Phương pháp này rất đơn giản, bạn cũng có thể thử ở nhà. Người bệnh nhồi máu cơ tim, nhồi máu não cần chú ý. Đừng làm hai việc này sau bữa ăn. Cẩn thận với những nguy hiểm vào ban đêm. Nhồi máu não hay gặp hơn ở người trung niên và người cao tuổi từ 45 đến 70 tuổi và dễ bị tấn công vào đêm khuya. Bạn có bao giờ nghĩ về tại sao nhồi máu não thường xảy ra vào ban đêm? Điều này là do khi ngủ, huyết áp sẽ giảm, tốc độ dòng máu cũng sẽ chậm lại. Lúc này, các cục máu đông có thể dễ dàng hình thành. Nhồi máu não sẽ xảy ra sau đó. Đặc biệt là sau bữa ăn, mọi người không nên làm hai việc này, nếu không sẽ dễ bị liệt nửa người. Điều đầu tiên là bạn dễ xúc động sau bữa ăn. Có nhiều bệnh lý mạch máu não lâm sàng, họ đều tức giận. Tức giận là có hại nhất cho cơ thể. Đặc biệt nguy cơ nhồi máu não khiến huyết áp tăng đột ngột, tăng áp lực trong mạch máu, gây nhồi máu não. Đặc biệt là sau bữa ăn, dễ xúc động và kích động quá mức. Điều này có thể dẫn đến lượng máu cung cấp lên não không đủ, có những rắc rối. Thứ hai là vội vàng đi tắm sau khi ăn xong. Tắm sau bữa ăn có thể làm tổn thương mạch máu rất nhiều, vì sau khi ăn, dạ dày và ruột bắt đầu tiêu hóa thức ăn, khi cơ thể cần lượng máu cung cấp lớn. Đã đi tắm, sự giãn nở của da có thể dễ dàng xảy ra, lưu lượng máu sẽ tăng lên. Còn lưu lượng máu trong hệ tiêu hóa thì sao? Cứ giảm từ từ thôi, dễ dẫn đến đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Tất cả các bạn đã nhớ nó chưa? Còn hai thứ này thì sao? Hãy cố gắng tránh nó trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là bệnh nhân nhồi máu cơ tim và nhồi máu não. Cần chú ý hơn tới hai mục trên. Dạy bạn ba hành động để tăng cường trái tim và trí não. Hôm nay tôi sẽ dạy các bạn ba hành động. Làm điều đó thường xuyên có thể tăng cường trái tim và bộ não của bạn. Các bạn trung niên và lớn tuổi không được bỏ lỡ. Đầu tiên, có người nói rằng việc vỗ tay rất đơn giản, nhưng nó làm tăng tốc độ lưu thông máu, đã mở huyết thống, đã khai thông các kinh tuyến. Hôm nay tôi sẽ dạy bạn một điều hay hơn việc vỗ tay. Các phương pháp thông kinh lạc, cách thực hiện cũng rất đơn giản. Duỗi thẳng tay từ hai bên, đặt lòng bàn tay này và cánh tay của bạn một góc 90 độ, đứng lên, nắm trong tay ba kinh âm ba dương, vượt qua mọi thứ. Bạn có thể đứng với lòng bàn tay lên xuống như thế này, kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định đến cột sống cổ của bạn và cung cấp máu cho não rất có lợi. Đồng thời, toàn bộ cánh tay xuyên qua tim và phổi, nó cũng tăng cường chức năng tim phổi của bạn. Động tác thứ hai là kiễng chân lên, thường xuyên kiễng chân lên, có thể kích thích kinh mạch và huyệt đạo ở bàn chân, cải thiện tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa ở bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành. Ngủ không ngon giấc, khi làm việc đó, cơ thể phải thẳng đứng, chú ý đến việc tái chế vỏ dưới, nhấc gót chân của bạn và thả chúng. Thông qua sự rung động này, điều chỉnh toàn bộ
bộ cơ thể. Động tác thứ ba là vỗ nhẹ vào nách. Huyệt ở nách gọi là huyệt cực tuyền. Tôi thường xuyên được mát đến xa, tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Duỗi thẳng cánh tay của bạn, dùng tay còn lại mật sắc bằng lòng bàn tay còn lại, có thể làm giảm các vấn đề về tim khác nhau. Nếu bạn cũng bị tê ở chân tay, tay chân lạnh, các vấn đề như đánh chống ngực, bạn có thể kiên trì thực hiện những điều này mỗi ngày. Sau đột quỵ, hãy nhớ huyệt linh đạo trên cánh tay. Xin chào mọi người, tôi là giáo sư Sâu Yêu Hâu. Mật sắc vùng này thường xuyên có lợi ích đặc biệt đối với các bệnh về tim mạch, mạch máu não. Điểm này được gọi là điểm linh đâu. Nó khiến mọi việc diễn ra suôn sẻ, hưởng ứng linh hoạt, mạch máu chân chu. Điểm này có thể được điều trị, nỗi đau đã được giải quyết, độ cứng ở cổ tay. Những triệu chứng này cũng có thể được điều trị, vấn đề tắc nghẽn cổ họng. Bạn có thể nhấn vào giữ điểm này được không? Cải thiện chứng ngáy vào ban đêm, ngáy nặng hoặc hội chứng ngừng thở. Còn tình huống này thì sao? Nó sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng gây ử máu. Sau đó bạn có thể thử nhấn điểm si dâu dao này một cách cẩn thận, nơi thiêng liêng nhất trong cơ thể con người, một là đôi mắt và cái lưỡi. Lưỡi cứng và khó nói. Mở mắt, hoặc bị đột quỵ và liệt nửa người. Vì vậy mạch đập trong cơ thể đầy phổi và đờm đi vào kinh lạc. Trong tình huống này, sử dụng điểm linh đạo để khớp với điểm phong long trên chân có thể giải quyết vấn đề di chứng của đột quỵ. Vậy còn lăng mộ thì sao? Con được gọi là con đường giao tiếp tâm linh. Như bệnh tâm thần, trời mưa vì chóng mặt, bao mò không thích nói chuyện với người khác, đến điểm thần môn, nó có thể được gọi là một trận đấu hoàn hảo cho các vị thần. Những huyệt đạo giúp con người dễ ngủ. Còn về huyệt đạo thì sao? Có thể thực hiện hai lần một ngày, làm điều đó trong một phút mỗi lần, làm điều đó ở cả hai bên. Bạn có thể xem nó nhiều lần, học từ từ. Người yếu tim sẽ có 6 triệu chứng chính. Tôi hy vọng bạn không có. Còn những người có trái tim xấu thì sao? Hầu hết đều có 6 buổi biểu diễn chính. Nếu không có, điều đó chứng tỏ trái tim của bạn vẫn tương đối khỏe mạnh. Mọi người đều có thể chia sẻ nó. Hãy để nhiều bạn bè xem nó hơn. Tâm không phải chuyện nhỏ. Có lẽ có thể cứu sống. Đầu tiên là màu sắc bất thường của môi. Màu môi của người bình thường là màu đỏ nhạt. Nếu bạn có vấn đề về tim, môi sẽ chuyển sang màu tím. Tĩnh mạch dày và sẫm màu xuất hiện ở tĩnh mạch dưới lưỡi. Điều này chủ yếu là do lưu thông máu trong tim kém. Thứ hai là ho thường xuyên. Ho vào ban ngày và cả ban đêm. Và cơn ho trở nên nặng hơn vào ban đêm. Nếu bệnh phổi được loại trừ, những triệu chứng cảm lạnh và sốt, vậy thì bạn cần phải cẩn thận rằng đó là vấn đề về tim. Thứ ba là tức ngực và khó thở. Tôi luôn có cảm giác tức ngực rõ rệt, không thể thở, và ngực và lưng, vai và cánh tay bên trong sẽ có nỗi đau. Thứ tư, cảm thấy mệt mỏi toàn thân, cảm thấy chóng mặt khi đi bộ, như dẫm phải bông. Thứ năm là chứng mất ngủ, khó chịu, cũng không ngồi, kể cả khi nằm. Điều thứ sáu làm tôi khó chịu nhất là ngất xỉu đột ngột. Bạn cũng có thể thức dậy sau vài phút kích thích. Đây là biểu hiện rất nghiêm trọng. Hãy chắc chắn chú ý nhiều hơn. Có nguy cơ nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào. 6 triệu chứng trên, ngay cả khi nó chiếm một, tất cả đều cần được khám và điều trị kịp thời. Người bạn có trái tim tồi tệ, ở nhà hãy chú ý những điều này. Điểm cuối cùng là chìa khóa. Điểm đầu tiên rất đơn giản, nhưng nó khó thực hiện hơn. Ăn một chế độ ăn nhẹ, ít muối, ít dầu, ít đường. Đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, lượng muối ăn hàng ngày ít hơn những người khác. Thứ hai, đừng ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều làm tăng gánh nặng cho tim, đầy đủ 70% là đủ. Còn bệnh tim thứ ba thì sao? Không có nghĩa là bạn không thể ăn thịt. Bạn có thể ăn một số loại cá một cách thích hợp. Và cái này, nếu bạn tăng cân trong một thời gian ngắn, bạn phải chú ý. Thứ năm, uống một lượng nước thích hợp. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch vành, nếu bạn uống nhiều nước trong một thời gian ngắn, sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho trái tim. Thứ sáu, theo dõi nhịp tim và huyết áp. Để đảm bảo tuân thủ phong trào hợp lý, thứ bảy, hành động trong khả năng của mình, chủ yếu là tập aerobic để tiến hành từng bước, đừng tập thể dục vất vả. Thứ tám, ngủ đủ giấc, đảm bảo ngủ hơn 7 tiếng mỗi ngày. Thứ chín, tránh nhiễm trùng, đặc biệt là những người bạn mắc bệnh tim, khả năng miễn dịch tương đối thấp, sức đề kháng tương đối kém, một số bệnh nhiễm trùng phổi dễ xảy ra. Còn những bệnh nhiễm trùng này thì sao? Có thể làm nặng thêm bệnh tim. Điểm cuối cùng, mang theo một số thuốc sơ cứu bên mình. Ví dụ, nitroglycerin tác dụng nhanh cứu tim, nó có thể cứu sống trong trường hợp đau thắt ngực đột ngột. Bạn có nhớ ba cách trái tim bạn ghét uống nước? Một cốc nước có thể gây ra bệnh tim. Nó được biết đến, hạt đờ rất hóa giúp ngăn ngừa máu dày lên, giảm các tai biến về tim mạch và mạch máu não như nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Nhưng cách uống nước sai lầm, nó cũng có thể khiến tim ngừng đập ngay lập tức. Đặc biệt là ba cách uống nước sau đây, nó có thể mang đến những nguy hiểm không lường trước được. Nước uống đầu tiên quá nóng hoặc quá lạnh. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, mạch máu rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, miễn là bạn bị kích thích bởi cái lạnh.
mạch máu sẽ co lại nhanh chóng trong thời gian ngắn, do đó làm tăng huyết áp, tăng mức tiêu thụ oxy của cơ tim và tần số nhịp tim. Nó thậm chí có thể gây đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, nếu nước quá nóng xâm nhập vào cơ thể con người, có thể đốt cháy niêm mạc thực quản. Họ không chỉ dễ mắc các bệnh về thực quản mà còn mang lại sự kích thích cho cơ thể, sự giãn mạch, tăng áp lực cung cấp máu cho tim. Đồng thời, tôi bị kích thích mạnh mẽ, nó cũng có thể gây ra các cơn đau tim cấp tính. Thứ hai, uống nước quá nhanh. Nếu bạn uống nước quá nhanh, nó sẽ khiến nước đi vào máu nhanh chóng. Sau khi hấp thu qua ruột, máu sẽ bị loãng, lượng máu lưu thông có xu hướng tăng lên trong thời gian ngắn. Tiêu thụ oxy cơ tim làm tăng tải cho tim, xuất hiện các triệu chứng như tức ngực, khó thở, trường hợp nặng có thể gây suy tim cấp. Lần thứ ba tôi uống quá nhiều nước sẽ nhanh chóng làm loãng máu, tăng gánh nặng cho trái tim. Nếu bạn là bệnh nhân mắc bệnh tim, uống nhiều nước ngọt, chỉ cần bổ sung lượng nước cơ thể cần, hoàn toàn không được bổ sung chất điện giải, nồng độ các ion điện trong máu sẽ giảm phù nề do tế bào gây ra, gây hạn natri máu do pha loãng. Còn ba tình huống trên thì sao? Đây là cách uống nước không đúng. Bạn có nhớ, chúng ta phải chú ý nghỉ ngơi vào những lúc bình thường. Chế độ ăn uống bảo vệ trái